Xin chào các bạn, trên tay mình là cây kèn Deepview Blue, một trong những dòng kèn mới của hãng Con Sen ra mắt trong cái dịp lễ Halloween này. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái bài đánh giá cũng như là nhận xét sơ bộ về cây Deepview Blue này cho các bạn. Ở đây thì mình có hai phiên bản là màu đen với màu trắng. Thì với màu trắng thì mình có tông C, và màu đen thì mình có tông Lofa và tông La nữa. Thì mình sẽ mở hộp kèn màu trắng trước nha. Về tổng thể của cái hộp của hàng Deepview Blue này thì nhìn cũng rất là cứng cáp. Toàn bộ cái bề mặt của cái kèn được làm nhám hết nha các bạn. Các bạn cầm rất là đỏ, bị trôi kèn. Thì khi mình lắc thì nói chung là chiều ngang thì không có ra tiếng, nhưng mà chiều dọc thì các bạn thấy nghe tiếng cộc cộc, nói chung là êm, không có phải là tiếng cơn. Đây, bên trong cái kèn thì mình có một cái tờ hướng dẫn, một cái bản nhung, cái review bên trong luôn. Rất là nặng tay các bạn ơi, nặng tay lắm. Deepview Blue Deluxe với cây đinh ba của ác quỷ và cây đinh ba của Poseidon các bạn. Kiểu thiết kế này nhìn khá giống Manji nè. Mình sẽ để đây. Đây, hộp của nó đây. Hộp của nó sẽ được lót nhung vải hết trên dưới. Thì cái này thì sẽ giúp cho các bạn bảo vệ kèn mình mặt trên mặt dưới luôn. Có một số cây thì chỉ một số cái hộp chỉ được cái phần dưới trên nó một chút thì là làm được cái phần trên. Đây cây kèn Deepview Blue Deluxe của chúng ta này rất là đẹp. Ở đây nó ghi là Bogeyman. Mình nói thêm là cây nèn này là của hãng Con Sen, nhưng mà với thương hiệu riêng của nó là Bogeyman. Cái thương hiệu này là cái thương hiệu riêng biệt mà Con Sen muốn phát triển để tạo ra những cái dòng kèn mới lạ và nó theo một cái xu hướng riêng biệt. Theo mình tìm hiểu là như vậy. Thì cái Bogeyman thì thường sẽ tạo ra những cái kèn theo từng sự kiện. Cảm ơn của cây Deepview. Mặt sau của nó là chữ B, đơn giản rất là đơn giản. Cái vỏ cover của cây này thì đây là màu đen, đen này được theo mình biết là nó được sơn tĩnh điện. Thì nó nhám thì cũng không gọi là nhám, mà bóng cũng không có bóng, nó ở mức ở giữa, ở hai cái mức đó. Cầm rất là đã, chứ là chất tay. Cầm của cây màu trắng này là bằng nhựa nha các bạn. Nhựa và rất là đơn giản, không có cái gì cầu kỳ lắm. Tuy nhiên thì khi đến với phiên bản màu đen này nè, màu đen này thì sẽ có một sự khác biệt khá lớn. Mình nói về cái thiết kế cái cover này lấy cảm hứng từ Amazing, lấy cảm hứng từ cây Suzuki Manji. Suzuki Manji thì nó khoét vô trong khoảng này bầu ra. Thì với thiết kế này thì làm cho cái kèn nó mượt mà hơn, thanh thoát hơn, nó không có nhiều off fit quá. Thì kéo hàng cái ống ở trên này nó vậy mà sẽ chắc nó không khó, nó khó vẻ. Ở phần đầu này thì nó được phá hai cái lỗ sẽ tạo sự thoát âm cũng như là ăn được vang của cái kèn. Nhìn đơn giản nhưng mà rất là đẹp, rất là thích những cái dòng kèn đơn giản. Đảo rồi. Thôi, giờ mình sẽ để đây và qua cây màu đen. Với cây màu đen thì cái hộp của nó cũng y chang cái hộp màu trắng thôi. Nhưng mà mình phải để ý là ở đây nè, cái hộp của nó thường, những cái hộp chuẩn của nó thường nó chữ push ở đây nè, ấn vô. Này là không có. Đây, cây màu đen. Nặng lắm các bạn ạ, cực nặng.
có khi mình cảm nhận là nó nặng hơn cái cây màu trắng nữa. À đúng rồi, nó nặng hơn cây màu trắng bạn. Tại vì biết sao không? Cái com của nó được làm bằng nhôm nguyên khối. Nhôm nguyên khối nha các bạn. Và được cắt CNC toàn bộ. À, một điều đặc biệt là mình có thấy được cái con của nó là các bạn ơi, ở độ cong không? Độ cong đó, cái cong không? Rất là đẹp. À, này nó còn vát nữa nè bạn. Đó, thấy nó vát luôn. Phần vát này hoàn toàn là ở dưới này không có. Dạ, ở dưới này nó chỉ là bo thôi. Đấy, bạn thấy không? Nó chỉ bo một bo thôi. Đấy, ở đây cũng nó chỉ bo thôi. Riêng nó phần đầu à, đó, nó vát. Vát một cái vừa. Vát vừa. Ngay cả cái này nó cũng vát. Lọn vừa, lọn vừa. Đấy, điều này là giúp cho cái lỗ hỏi của bạn một phần nào nó to hơn. À, lúc đấy thì cái trải nghiệm thổi cũng như là lướt kèn của các bạn rất là đã. Thực tế nếu mà bạn mà để ý kỹ á, thì mình sẽ chụp macro á, thì bạn sẽ thấy ở đây là nó còn khuyết thêm cái. Thì lúc đó khi mà bạn sử dụng kỹ thuật vlog á, là cái phần lưỡi, thì lưỡi bạn sẽ giảm lên đây thì nó lướt kèn thì đã, nó không có được cứng như là cái con trắng này. Con trắng này đâu có vát cái gì đâu. Đó, nó chỉ, nhưng mà nó bằng nhựa thì nói chung là bằng nhựa thì nó cũng có độ trơn rồi, thế là cũng không quan trọng mấy. Tuy nhiên là nếu mà với kim loại thì đây là cái kèn mà cái con mà nhôm mà đầu tiên mình thấy là nó vát nhiều chỗ vậy thôi, mà cái con cũng chất lượng con cũng rất là đẹp rồi. Nhôm phay á, phay nó phay nhám luôn. Đen quá đẹp. Giá mà cái tấm plate của nó nè, làm bằng đen luôn, đã luôn. Nhưng mà với họa thì chắc là hai nó sẽ không có âm thanh tốt với nhau, chứ là nó sẽ tấm plate này nó được mạ bằng nickel nha các bạn. Cả hai phiên bản đen và trắng để được mạ để tránh bị oxy hóa. Với cái kiểu màu sắc á, thì mình thấy màu đen thì nhìn nó đẹp hơn, nó nổi bật hơn. Còn màu trắng thì nhìn nó đầm với lại nó đã hơn về mặt kỹ thuật, về mặt công nghệ. Hai cây đều cũng rất là đã. Rồi, chúng ta sẽ đi đến phần âm thanh. Âm thanh thì sau một tuần mình trải nghiệm cả ba tông thì nó chiếc tông xì. Tông si thì tông đô á, thì nói chung là tông đô thì nó quen quá rồi, thì mình chỉ đánh giá về cái độ nhạy cũng như là cái độ tốn hơn của nó. Thì độ nhạy của nó thì bạn yên tâm là nó rất là hoàn hảo, từ lỗ một số 10 rất là nhạy, chỉ cần thở nhẹ đó thôi là cũng ra tiếng mà. Thì nếu mà so sánh á, thì các bạn kêu mình so sánh thì mình có thể mình so sánh với cây Blue Master của Suzuki. Còn Pro Master thì mình cũng dám so với Master thì cây này thì nói thật luôn, ở chính lỗ 10 nó vẫn hơi kém. Đây là mình đánh giá trung thực. Tuy nhiên thì Ben thì bạn thoải mái nha. Ben thì cây này rít rất là dày nha. Âm thanh thì các bạn nên cũng nhìn trực tiếp thì các bạn sẽ có cái đánh giá chủ quan hơn. Còn đánh giá khách quan thì tùy mỗi người. Với cây low F này là khá đặc biệt nè. Cây này thì lần đầu tiên mình được trải nghiệm cái âm thanh của tông low F. Low F thì nó là thường thì nếu mà tông F á, tông pha nó sẽ là ở pha 4, thì đây sẽ thành pha 3. Lỗ số 1 nè, lỗ số 1 này là pha 3, rất là trầm kinh khủng luôn. Trầm như vậy á, thì bạn sẽ có một lợi thế là tất cả lỗ từ lỗ số 1 đến số 10 bạn chỉ cần thở nhẹ thôi là âm thanh nó ra liền luôn. Bạn còn thổi thôi, thở nhẹ luôn á, thì lưỡi gà dày á, nó thấp á, thì lưỡi gà nó cũng dài ra được một xíu. Tuy vậy thì lỗ số 1, lỗ số 2, lỗ số 3 lưỡi gà nó dài nhưng mà không hề bị hiệu ứng rung nhá.
ra âm thanh rất là chắc, rất là đã. Đó là âm thanh của cây LF. Còn cây la thì mình cũng đã thử sơ qua rồi, thì nó cũng tương tự như cây Bluebird. Cây Bluebird cũng là của bạn của hãng con sen này nè, là cái thằng Bluebird. Thì nếu mà có dịp thì mình sẽ cover một hai bài từ cây lục pha với lại cây la cho các bạn hình dung được cái âm thanh của nó. Còn ở đây thì mình chỉ đánh giá cho cái vẻ bề ngoài cũng như là cái tạo hình của cây Devil Blue này thôi. Thì nói sơ tổng kết lại thì cây Devil Blue đã nhìn hoàn hảo, cầm rất là chắc tay, và ra đúng cái dịp Halloween mà cái thương hiệu Devil Blue này thì rất là hợp cho cái mùa lễ hội ma quỷ sắp tới đây. Thì nếu các bạn muốn trải nghiệm cũng như là thử cái cảm giác âm thanh của cây Devil Blue này thì các bạn có thể đến shop của mình, Cũ Di Động, để có thể tìm hiểu cũng như là tham quan cây Devil Blue cũng như những cái kèn khác. Rồi, xin cảm ơn các bạn.